xin chào đón quý vị đang đến với chương trình trò chuyện hàng tuần, chương trình do kênh truyền hình FBNC và công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp tổ chức. Kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện đang có diễn biến hết sức là phức tạp và có tính lây lan nhanh, và hiện tại thì cũng chưa có vaccine đặc hiệu cho COVID-19. Thì ngoài những cái biện pháp để mà ngăn chặn sự lây nhiễm virus, giống như là chúng ta đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, khi mà đến những nơi đông người, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cũng như là rửa tay thường xuyên, thì cái việc mà bổ sung dinh dưỡng để mà tăng sức đề kháng thì thực ra là một cái biện pháp mà căn cơ nhất để mà chúng ta phòng chống dịch bệnh. Và để có được những cái thông tin mà làm sao có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là một cái thông tin hết sức là cần thiết trong cái thời điểm mà khá là nhiều rủi ro hiện nay. Và đây cũng là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin hân hạnh được mời đến chương trình bác sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư. Bác sĩ Quỳnh Thư hiện đang là trưởng khoa dinh dưỡng của bệnh viện FV. Thưa bác sĩ Thư, trong cái thời điểm mà dịch bệnh là mọi người rất là lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình hiện tại, thì những cái người mà đến thăm khám cũng như là xin tư vấn của bác sĩ thì có nhiều hơn là cái thời gian trước không? Bác sĩ Thư, hôm nay cũng rất là vui được gặp gỡ các quý vị. Thực ra là một cái gọi là cái đề tài rất là nóng hổi, đúng không? Thực ra thì trong cái mùa này á, nó cũng giống như là những cái nơi khác, một cái tình hình chung thì mọi người thường là sẽ tránh những cái nơi đông người, thành ra thì có những cái vấn đề sức khỏe gì đặc biệt á thì mới tới bệnh viện. Như vậy thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mà tăng cường sức đề kháng cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta là như thế nào ạ? Cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta nó là một cái giống như là một cái thành trì để chúng ta bảo vệ cơ thể chống cái sự tấn công của những cái vấn đề có hại, ví dụ như là những cái loại virus, ví dụ coronavirus chẳng hạn, những cái loại ký sinh trùng, những cái loại nấm, những cái loại vi trùng vân vân. Như vậy thì khi cái cơ thể chúng ta khỏe, tức là sức đề kháng chúng ta tốt, thì chúng ta cái khả năng mà phòng chống được những cái tác nhân có hại này rất là cao. Tuy nhiên nếu mà quý vị để cho cái cơ thể mình nó suy giảm miễn dịch, tức là cái sức đề kháng giảm, thì đó chính là cái điều kiện để không phải chỉ có coronavirus đâu mà nó có rất nhiều những cái tác nhân có hại nó xâm nhập vào cơ thể của mình. Và rất may là chúng ta cũng có rất nhiều cái biện pháp để chúng ta có thể tăng cường cái sức đề kháng của mình. Trong đó thì có hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Số 1 phải nói là dinh dưỡng. Tại vì dinh dưỡng, những cái chế độ ăn mà gọi là cân bằng khoa học cũng giúp chúng ta nâng cao sức khỏe của mình. Kế đến là cái chuyện tập thể dục đó, quý vị cũng phải nên dành thời gian vận động, exercise. Dạ, như vậy thì khi mà chúng ta nói về vấn đề dinh dưỡng thì mọi người nói rằng là cơ thể thì luôn luôn cần đầy đủ đa dạng những cái chất khác nhau, ví dụ như là chất đạm, chất béo, rồi vitamin C, khoáng chất. Nhưng mà nếu như mà nói đến cái việc mà để tăng sức đề kháng đó, tập trung cho cái việc đó, thì mọi người hay nói đến vitamin C, các loại vitamin nói chung cũng như là khoáng chất. Vitamin thì có rất là nhiều, ví dụ như là C, rồi A, rồi D, rồi E, và có trong rất là nhiều những cái nguồn thực phẩm khác nhau, và khoáng chất cũng vậy. Nhưng mà mọi người cũng muốn biết rằng là để mà tăng sức đề kháng thì là cụ thể là cái loại vitamin nào chúng ta cần bổ sung, cụ thể cái loại khoáng chất nào cần bổ sung, và cái cơ thể của chúng ta thì dung nạp như thế nào là hiệu quả nhất? Để tăng cho sức đề kháng của mình thì cái chuyện đơn giản đầu tiên là hàng ngày mình phải ăn đủ cái nhu cầu về năng lượng, đáp ứng nhu cầu cơ thể đòi hỏi. Thí dụ như chúng ta ăn hụt về năng lượng mà chúng ta ăn đủ vi chất thì chúng ta vẫn suy giảm miễn dịch. Thành ra thì điều đầu tiên là phải đảm bảo đúng cái nhu cầu của mình. Thì để đảm bảo đúng nhu cầu của mình thì các quý vị phải ăn đa dạng, đầy đủ, cân đối các cái loại thực phẩm. Ví dụ như trong một cái bữa ăn chúng ta phải đảm bảo 4 cái nhóm thực phẩm cơ bản, đó là nhóm chất bột đường. Ví dụ như mỗi ngày mình ăn cơm, ăn bún, ăn phở, ăn bánh mì, ăn khoai bắp vân vân, thì đó chính là nguồn carbohydrate, tức là nguồn về tinh bột. Thứ hai là cái nguồn về chất đạm. Chất đạm thì thật sự là quan trọng đối với miễn dịch, tại vì chúng ta biết những cái tế bào miễn dịch nó cũng cấu thành từ chất đạm. Thành ra thì chúng ta phải cung cấp cho cơ thể những cái chất đạm thiết yếu đó, những cái chất đạm mà gọi là cơ thể mình có không có khả năng tổng hợp được và tế bào miễn dịch nó rất cần từ bên ngoài mình nạp vào. Như vậy thì những cái nguồn đạm mà dễ tiêu hóa, nhiều những cái loại axit amin thiết yếu, ví dụ đơn giản mỗi ngày mình có thể ăn những cái loại cá, những cái loại cá béo chẳng hạn như vậy, những cái loại thịt nạc trắng, ví dụ như là thịt nạc ức gà, những cái loại vịt ha, rồi những cái loại đậu đó, thí dụ như là đậu phụ, những cái sữa cũng là cái nguồn đạm tốt dễ tiêu hóa.
Và như vậy thì mỗi ngày mỗi người trung bình ăn cũng khoảng từ khoảng 200 tới 300 gram thịt cá nói chung để đảm bảo cái chất đạm của mình. Cái chất béo thì nó cũng rất quan trọng vì nó vừa tạo năng lượng, và đặc biệt thí dụ như là những cái loại dầu thực vật, ví dụ dầu ô liu, những cái loại hạt có dầu. Những cái hạt có dầu nó tốt là vì nó chứa những cái chất béo có lợi, ngoài ra nó còn giàu vitamin E, polyphenol, kẽm, tức là những cái chất mà nó cũng có thể tăng cường cái hệ thống miễn dịch của mình. Trong cái bốn nhóm thực phẩm thì cái nhóm gọi là multivitamin và khoáng chất ấy, thì nó đóng vai trò thực sự là có liên quan tới cái tăng cường miễn dịch của mình. Và cái nhóm này thì nó đặc biệt nhiều trong những cái loại rau xanh và trái cây. Đó. Như vậy thì mỗi bữa ăn trong cái chế độ ăn hàng ngày của mình phải tăng cường cái rau xanh và hoa quả tươi. Ít nhất là mình sẽ đảm bảo cái lượng rau khoảng là 300 tới 400 gram một ngày và trái cây là khoảng 200 tới 300 gram một ngày. Đó. Bây giờ hồi nãy Tuyết Trinh có hỏi bác sĩ Thư như vậy thì phân tích chung vitamin khoáng chất là những cái nào đặc biệt mà có liên quan tới cái tăng sức đề kháng cơ thể. Thì chúng ta hay nghe nói một số vi chất, ví dụ chẳng hạn là vitamin C. Vitamin C thì nó tăng sức đề kháng là tại vì nó sẽ giúp cái sự thúc đẩy cái sự tổng hợp của entacferon. Đây là một cái chất đạm mà cũng quan trọng với hệ thống miễn dịch. Đó. Như vậy nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta chống lại cái virus. Và cái nguồn vitamin C thì các quý vị rất là đơn giản, mỗi ngày mình ăn những cái trái cây mà giàu vitamin C, ví dụ trái cam, trái quýt, trái bưởi đó, hoặc là trong những cái loại rau củ quả khác, những cái loại rau xanh, ví dụ như là súp lơ hoặc là những cái loại cải xanh vân, ngay cả cái trái ớt chuông cũng rất là giàu vitamin C. Như vậy thì các quý vị nếu mà mình không có điều kiện mà ngồi ăn cho nghiêm túc thì thôi mình uống nước ép cũng được. Nhưng thực ra thì nếu mà ăn có nguyên chất xơ, tức là ăn trái thay cái thô mình cắt ra mình ăn thì dĩ nhiên nó sẽ tốt hơn. Cái nguồn vitamin thứ hai thì bác sĩ Thư muốn bàn tới đó là cái vitamin E, vitamin E á. Vitamin E thì nó là một cái chất chống oxy hóa và cũng có vai trò tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. Và nó, hồi nãy bác sĩ Thư có nói, tức là trong những cái loại hạt, những cái loại dầu ăn đó, thí dụ như dầu ô liu, dầu hướng dương, dầu đậu nành vân đó, thì nó giàu vitamin E. Rồi tiếp tục là vitamin D, nó cũng là vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Vitamin D thì nó lại không phải là cái nguồn chính từ cái thức ăn, mà nó chỉ chiếm khoảng 10-20% thôi. Nó trong những cái loại cá béo hoặc là sữa hoặc phô mai vân vân. Và đố các bạn biết là vitamin D mình sẽ lấy từ đâu là chính các bạn? Từ đâu? Đúng rồi, từ cái chuyện mà rất đơn giản là phơi nắng sáng mỗi ngày. Thành ra các quý vị nhớ là mùa này phải phơi nắng cho thiệt tốt nha. Thì các bạn sẽ phơi trong khoảng 15-30 phút. Và nếu được thì mình sẽ phơi cái giấc mà khoảng trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều là cái giấc mà có thể là an toàn cho cái da của mình. Và đây là cái nguồn tổng hợp vitamin D khoảng 80-90%. Và không còn bàn cãi nữa là vitamin D nó có vai trò quan trọng để giúp cho cái miễn dịch cơ thể của mình rất là tốt. Kế đến là gì? Thí dụ như là những cái loại vitamin B đó. Vitamin B thì nó sẽ góp phần chuyển tải những cái chất bột đường, nó cũng giúp tạo năng lượng và giúp tăng cường miễn dịch cơ thể của mình. Rồi vitamin A, một cái loại vitamin nữa rất quan trọng cho hệ thống miễn dịch. Vitamin A các bạn có thể là dùng từ những cái nguồn rau củ mà có màu vàng cam. Ví dụ như mình ăn những cái loại bí đỏ, cà rốt, khoai lang, cà chua, vân vân. Ớt chuông đỏ đó, thì đó là những cái nguồn giàu vitamin A. Hoặc là trong động vật thì có thể là từ cái lòng đỏ trứng, đúng không? Gan lòng đỏ trứng đó là những cái nguồn cũng giàu vitamin A. Và khi nói tới khoáng thì Tiết Trinh và các bạn cũng nhớ là người ta hay nói tới cái kẽm. Ha. Kẽm thì nó có vai trò tạo ra những cái enzyme ha. Và nó cũng là cái enzyme thì nó là chất xúc tác ra những cái chuyển hóa tế bào, và trong đó có tế bào miễn dịch. Thành ra thì nếu mà chúng ta cung cấp một cái nguồn tốt về kẽm thì nó cũng sẽ làm tăng cường cái hệ thống miễn dịch của mình. Thì bạn nào mà có thói quen thích ăn hải sản, đặc biệt là những cái loại mà nó còn cái động vật còn vỏ, ví dụ như là con tôm, con cua, con hàu vân, thì nó đặc biệt là cái nguồn giàu kẽm. Hoặc là trong những cái loại thịt, ví dụ như thịt bò, thịt gà vân, cũng giàu kẽm. Rồi những cái vi chất khác, ví dụ như là selenium á, thì nó là một cái chất khoáng cũng có vai trò để chống oxy hóa và tăng cường cái hệ thống miễn dịch của mình. Selen thì các bạn sẽ thấy trong những cái loại, ví dụ như cũng là trong tôm cua nè, trong những cái loại tảo
trong những cái ngũ cốc thô đó. Và không quên nữa, chất sắt, sắt cũng rất là quan trọng, nó giúp cho vận chuyển cái vấn đề oxy, đúng không, giúp chúng ta có đủ máu và chúng ta cũng tăng cường cái sức miễn dịch của mình. Chất sắt thì các bạn có thể ăn từ những cái nguồn động vật, ví dụ chúng ta ăn những cái loại thịt bò đó, gan đó, giàu sắt. Trong những cái loại rau lá xanh đậm thì nó cũng giàu sắt đó. Như vậy thì nói tóm lại là cái chế độ ăn điều quan trọng nhất là cần phải đáp ứng được cái nhu cầu của mình, phải cần phải đa dạng. Tại vì khi chúng ta đa dạng thì chúng ta mới đáp ứng được cái nhu cầu về vi chất, đúng không? Và chúng ta phải ăn cân bằng nữa. Một cái chế độ dinh dưỡng đa dạng cũng như là cân bằng như bác sĩ nói đó thì là được khuyên mọi người phải nên duy trì, không phải là ngay trong cái những cái thời điểm đặc biệt nào đó, mà là phải duy trì suốt luôn để mà chúng ta có được một cái cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên nói gì thì nói, trong cái thời điểm dịch bệnh này thì mọi người cũng khá là lo lắng. Và chúng ta thấy rằng là khi mà lên trên mạng thì mọi người cũng khuyên nhau, rồi cũng đưa ra những cái lời đề nghị, lời tư vấn cho nhau rằng là chúng ta phải bổ sung thêm nhiều những cái thực phẩm để mà tăng sức đề kháng. Và một trong những cái lời khuyên đó là chúng ta nên tăng cường cái gọi là gia vị đó, như là tiêu nè, rồi tỏi, hành nè, và đặc biệt là gừng. Thì mọi người cũng lan truyền rất là nhiều những cái công thức nước uống cũng như là thức ăn mà làm đặc chế từ gừng. Thì như vậy thì có đúng coi như là 100% chính xác không bác sĩ? Thì thực ra cái gia vị á, những cái loại gia vị ví dụ như là gừng, tỏi rồi vân vân, rồi tiêu hành rồi này kia, nói chung thì ngoài cái chuyện là nó giúp cho cái bữa ăn của mình nó thú vị hơn, nó hấp dẫn hơn, thì nó có chứa cái isopropyl, những cái loại gừng, nghệ rồi tỏi vân vân, nó chứa isopropyl. Thì cái chất này thì nó cũng có khả năng là chống oxy hóa và tăng cái miễn dịch của cơ thể. Rồi đơn giản nữa là mỗi ngày các bạn cũng có thể ăn một hũ sữa chua. Sữa chua thì nó có chứa cái gì các bạn? Nó chứa cái khuẩn tốt cho đường ruột của mình. Và chúng ta biết cái đường ruột của mình nó cũng là một cái hệ thống miễn dịch đường ruột, nó nằm dọc theo đó. Thật ra thì khi mà mình ăn cái sữa chua nó có vi khuẩn tốt đường ruột, nó tăng cường cái miễn dịch đường ruột thì nó cũng tăng cái sức đề kháng cơ thể của mình. Thành phần rất là quan trọng của cơ thể đó là nước. Và vai trò của nước thì là cũng được đặc biệt nhắc đến trong cái thời điểm mà rất là nguy hiểm hiện tại. Và nước thì rất là quan trọng cho đường hô hấp. Thì như vậy thì cái chế độ uống nước cũng đang nói là đặc biệt trong cái thời điểm như thế này thì như thế nào ạ? Thì các bạn biết trong cái chuyện ăn thì mình hay nói tới chuyện uống, đúng không? Nghĩa là uống nó cũng rất là quan trọng. Mỗi ngày cơ thể của mình nó cần nước, tại vì nước nó là một cái môi trường mà để giúp hỗ trợ cho cái chuyển hóa của nhiều vấn đề của các tế bào trong cơ thể, trong đó có cả tế bào miễn dịch. Và cái thứ hai là khi chúng ta uống thiếu nước thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Tức là cái tình trạng cô đặc máu và dịch tiết nó sẽ có, đúng không? Và khi cái tình trạng cô đặc này xảy ra, những cái tế bào miễn dịch nó khi nó muốn tới một cái vị trí nào đó, ví dụ vùng hầu họng của mình, để nó diệt cái siêu vi virus nó xâm nhập thì nó rất khó khăn. Các bạn hiểu không? Thành ra thì các bạn phải uống đủ nước để giữ cái tuần hoàn cơ thể của mình tốt, các cái dịch tiết này kia nó cũng phải có cái lưu lượng nước cần thiết đó. Thành ra thì cái nhu cầu nước mỗi ngày của mỗi người thì tùy theo cái cân nặng và cái exercise vận động của mình nhiều thứ. Nhưng mà nói chung người lớn thì khoảng là 40ml trên bạc ký. Tức là thí dụ một bạn là khoảng 50kg thì bạn uống khoảng cái lượng nước trung bình mỗi ngày khoảng là 2 lít ha. Rồi thì đối với cái trẻ nhỏ thì khoảng là 100ml bạc ký. Trẻ lớn hơn thì ít nhất là khoảng 50ml bạc ký một ngày. Nước đó là nước vừa từ uống và vừa từ thực phẩm, rồi vừa nước trái cây, rồi sinh tố, rồi nói chung nước súp canh rồi vân vân. Và cái lượng nước uống thì mình tính là đơn giản nó khoảng 60% trong cái nhu cầu đó. Tuy nhiên các bạn nhớ là nếu các bạn có tập luyện nha, thì là cái lượng nước này nó phải tăng lên, tức là các bạn phải cộng thêm khoảng là 500ml cho tới 1000ml nếu mà các bạn có tập thể dục, và hoặc là những cái ngày trời nóng hoặc những ngày bạn đổ mồ hôi nhiều thì bạn phải cộng cái lượng nước đó vô nữa. Uống nước đó cũng là nghệ thuật luôn, nghĩa là không phải chúng ta cứ đợi khát chúng ta mới uống. Tại vì khi mà khát, nó mà biểu hiện ra khát rồi thì cơ thể bạn nó đã có rất nhiều những cái rối loạn trong đó để nó mới dẫn tới cái chuyện đưa ra là bạn khát. Thật ra thì mình đừng có để xảy ra tới lúc khác mới uống. Mà các bạn giống như là
cái đồng hồ đều đặn là mình quy định là bao nhiêu lâu mình phải uống vậy đó, mình cứ chia đều ra. Ví dụ một ngày trung bình bạn tính là nhu cầu bạn đang là 2 lít đi, thì đó bạn coi trong ngày là bao nhiêu tiếng rồi này kia thì bạn cứ cách ra bạn uống thôi đó, đừng có đợi cơ thể khác. Cái thứ hai thì mình có thể coi cái lượng nước mình uống đủ hay không bằng cái chuyện mình đi tiểu. Các bạn coi cái nước tiểu của mình, ví dụ như là đều đặn có thể là mỗi 3 tiếng các bạn có cảm giác mất tiểu, các bạn đi tiểu. Và khi tiểu thì nước tiểu tương đối khá và cái nước tiểu nó vàng trong chứ nó không có bị gắt, nó không có bị đậm, thì các bạn hiểu là các bạn đang cung cấp nước đủ cho cơ thể. Quý vị biết không, là có nhiều người còn khuyên rằng là ví dụ chúng ta có điện thoại đúng không, thì bây giờ nên là cứ đặt chuông, cứ 10 phút điện thoại reng lần, nhắc uống nước 10 phút điện thoại là một cái biện pháp mà mọi người cũng kháo nhau nhiều. Và quay lại với nội dung chính thì như bác sĩ nói, chế độ dinh dưỡng như vậy đó, nhưng mà đối với lại người già và trẻ em thì có những cái lưu ý gì đặc biệt hơn không ạ? Thì các bạn cũng biết rằng là người già với trẻ em á, là hai cái đối tượng mà gọi là cái khả năng về suy giảm miễn dịch là nó nguy cơ cao hơn so với lại những người bình thường. Hai cái đối tượng này tương đối là yếu ớt đúng không? Yếu ớt, già cũng yếu ớt mà nhỏ quá cũng yếu ớt. Thật ra thì đối với những đối tượng này thì cái chuyện mà đảm bảo cái dinh dưỡng hàng ngày nó rất là quan trọng. Ví dụ trẻ em nó đang bị suy dinh dưỡng hoặc là người già đang bị suy dinh dưỡng nên dẫn tới khám, tức là điều trị tại bệnh viện, tại các cái khoa dinh dưỡng của các bệnh viện. Để đó bác sĩ dinh dưỡng sẽ cho một cái chế độ ăn để nâng cái thể trạng của người đó lên. Và dĩ nhiên cái chuyện uống sữa cũng là chuyện quan trọng, tức là mình sẽ có thể là bổ sung sữa vào các cái cữ phụ để tăng cường cái năng lượng cho mình đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và chúng ta đi vào chế độ dinh dưỡng dành riêng cho người bệnh, thì ví dụ như chúng ta nói là một người đã mắc bệnh cúm hoặc là bệnh cảm thông thường hoặc là nặng hơn là COVID-19 đi, thì cái chế độ dinh dưỡng của người bệnh này thì nó phải cần bổ sung thêm những cái gì để mà chúng ta chống lại dịch bệnh? Ý thuyết trên đang nói về những cái người đang bị bệnh cúm hay là những người đang mắc những cái bệnh mãn tính? Chắc nhờ bác sĩ cũng tư vấn cho hai đối tượng, cho hai cái trường hợp đó luôn. Như thế này các quý vị, nếu mà đặt tình huống là một người trong cộng đồng mà đang có mắc những cái bệnh mãn tính, ví dụ như là mắc bệnh tiểu đường, mắc bệnh bệnh thận, suy thận, hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay gì, hoặc là bệnh lý tim mạch vân vân, thì các bạn biết là trên nền một cái, hoặc là bệnh lý ung thư nữa, trên nền những cái bệnh lý mãn tính thì thường cái người bệnh á, khả năng đề kháng, cái sức miễn dịch của người đó sẽ giảm hơn so với lại những cái người khác, thường là như vậy. Thành ra thì đối với những đối tượng này là cần phải quan tâm đặc biệt hơn, đặc biệt trong cái mùa cúm này nè. Cái người đó mà nếu mà cái khả năng mà dễ, rất là dễ bị lây hơn so với lại những cái người bình thường khác. Thì đối với những cái đối tượng này á, thì thứ nhất là phải đáp ứng được cái điều trị cái bệnh chính của mình, nghĩa là phải tái khám thường xuyên, gặp bác sĩ điều trị để điều trị đúng. Ví dụ như là bệnh tiểu đường thì kiểm soát đường cho tốt, bệnh thận rồi vân vân đó, chứ không phải nói mùa này tránh nơi đông người rồi thì ở nhà khỏi gặp bác sĩ luôn thì cũng không phải đó. Cái điều trị bệnh chính cho tốt. Cái thứ hai cũng vậy, tức là phải đảm bảo cái vấn đề về dinh dưỡng của mình. Thì tại bệnh viện FV á, thường các quý vị sẽ thấy ngay cả trong mùa này cũng vậy và mùa khác cũng vậy, những cái bệnh nhân mà có mắc bệnh lý mãn tính á, là thường các bác sĩ sẽ hay gửi qua cái khoa dinh dưỡng gặp bác sĩ thư để quan tâm vấn đề dinh dưỡng. Và các bạn biết rằng là những cái đối tượng này là đối tượng rất là cần tới dinh dưỡng đó. Ăn một cái chế độ ăn làm sao mà đúng để họ vừa đảm bảo đúng theo cái bệnh lý của mình mà vừa đảm bảo họ giữ được cái cân nặng, cái cơ rồi mọi thứ để giúp họ không có bị quá suy sụp về vấn đề suy giảm miễn dịch. Còn những cái bệnh nhân mà đang mắc coronavirus thì những cái đối tượng đó đang thường là đang nằm tại bệnh viện đúng không, được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Thì tại bệnh viện thì nói chung là yên tâm rồi, ở đó sẽ được các đội ngũ bác sĩ điều dưỡng, và dĩ nhiên các bệnh viện thì đều có khoa dinh dưỡng, và cái nguyên tắc vẫn là sẽ đảm bảo đầy đủ cái dinh dưỡng mỗi ngày cho bệnh nhân. Dạ, và chúng ta cũng biết rằng là con virus corona đó thì nó thích ăn phổi là chính, nó tấn công phổi mình là chính. Và thường thường á, thì tâm lý mà ví dụ như là chúng ta đau chỗ nào, chúng ta có bệnh chỗ nào thì chúng ta cần bổ cái đó. Đối với lại những cái người mà dễ hoặc là chúng ta đang phòng chống hoặc là đã mắc bệnh COVID-19 rồi thì có phải là chúng ta ăn cái gì đó để mà bổ phổi thì nó sẽ giúp ích không?
câu hỏi cũng rất là ngộ nghĩnh. Và cái câu này thì bác sĩ Thư nhớ hồi xưa cũng có nhiều quý vị hỏi bác sĩ Thư như vậy, thì ăn xương bổ xương á, bác sĩ Thư nói ăn mà bác sĩ Thư nói bổ ngửa chứ không phải là bổ xương. Tức là không phải mình ăn cái gì nó bổ cái đó đâu, mà là đó, thí dụ mình ăn không đúng, ăn phổi, những cái nội tạng á, là quý vị biết là nó nhiều cholesterol có hại rồi vân vân, tức là nó cũng không phải là nguồn tốt. Mà không phải là mình ăn tim, mà ăn gan bổ gan, ăn xương bổ xương đâu, không phải quý vị nha. Tự như là virus mà tấn công vô phổi thì chúng ta phải ăn cái gì đó, ví dụ như vitamin, khoáng chất hoặc là một cái thực phẩm nào đó để mà bổ phổi. Như vậy thì cái phổi chúng ta sẽ có đủ cái sức để mà chống lại virus, hay là chúng ta bổ sung hệ miễn dịch thôi? Cái phổi á, thực ra nó cũng là một cái cơ quan trong cơ thể của mình thôi. Thật ra nếu mà cơ thể mình khỏe, các cái cơ quan mình khỏe, nó hoạt động tốt thì cái phổi nó cũng tốt. Thành ra nó cũng nằm trong cái nguyên tắc chung. Tuy nhiên là phổi nó là một cái cơ quan nghiêng về hô hấp. Thành ra thì để cho cái cơ quan hô hấp được tốt á, nó có một số cái vấn đề nó liên quan nữa, đó là tập thở. Quý vị sẽ làm thế nào mà học những cái lớp tập thở, hoặc mình tự coi, mình tự tập, tức là mỗi ngày nếu mình tập thở để cho mình hít thở được cái không khí oxy này kia vào nhiều thì cái phổi mình nó cũng khỏe. Chúng ta cần phải giữ vệ sinh như thế nào khi mà chúng ta đi, ví dụ đi chợ, đi siêu thị, hoặc là chúng ta nấu nướng, chế biến thức ăn tại nhà, hoặc là chúng ta đi ăn ở nhà hàng bên ngoài, các hàng quán bên ngoài, thì sẽ có những cái lưu ý đặc biệt nào? Trong cái mùa này nè, mình sẽ cố gắng giữ cái sức khỏe mình nó thật tốt. Thực phẩm là phải sạch. Đó. Cái thứ hai thì phải đảm bảo cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tốt nhất. Như vậy thì bác sĩ Thư chia sẻ một số cái cách để cho chúng ta có thể đảm bảo chuyện này. Thứ nhất là nói về chuyện đi chợ và đi siêu thị. Các bạn đi chợ và đi siêu thị thì khi chọn lựa thực phẩm là phải nên chọn những cái thực phẩm mà nó tươi xanh, nó mới hái càng tốt, cá còn trong chậu đó, hoặc là thịt thì nó mới mổ xẻ thôi, tức là cái gì nó mới thì nó tốt. Cái thứ hai thì là những cái thịt cá hoặc bất cứ thì nó phải có nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ ba là cái bảo quản của thực phẩm đó nó phải đảm bảo. Ví dụ như là thịt cá mà trong khi chờ bán là phải có ốp đá, còn trong siêu thị là phải có những cái khu vực và với nhiệt độ phù hợp. Còn khi mà mình mua đồ về nhà rồi thì mình sẽ như thế nào? Nếu mà mình mua đồ về nhà rồi thì các bạn nhớ là trước khi sơ chế mình phải rửa sạch sẽ các cái đồ này kia, thức ăn bằng nước rửa sạch sẽ. Ví dụ rau thì thí dụ như mình rửa qua, sau đó mình ngâm trong nước, ngâm ngập nước khoảng 30 phút. Đó. Thịt cá thì mua về thì nếu được phải nấu ăn ngay. Đó. Mà tối đa cũng là trong 2 tiếng đồng hồ thôi. Còn nếu mà sau đó nếu tôi không đảm bảo thì mình phải để tủ lạnh. Mình nên phân đồ ra mà nó phù hợp ngày đó, gia đình ăn bao nhiêu này kia mình để trong những cái gói riêng và để ngăn đá liền. Còn đồ ăn mà nấu rồi á, thì cũng phải ăn ngay càng tốt, ăn trong vòng 2 tiếng thôi. Còn nếu mà sau 2 tiếng thì các bạn cũng phải để tủ lạnh và khi ăn lại là phải hâm sôi, nấu sôi lại. Đó. Như vậy thì đó là cái ở nhà. Và có một chuyện nữa quan trọng mà nó liên quan tới coronavirus, đó là văn hóa của người Việt Nam mình. Các bạn biết có một cái văn hóa nó hay mà nó không hay. Nó là gì? Nó là trong một cái bữa ăn thì mọi người hay làm một cái chén nước chấm chung, đúng không? Và mọi người sẽ chấm chung cái chén đó. Cái thứ hai thì các bạn sẽ thường thấy là mọi người hay dùng đũa mình để gấp chung trong một cái dĩa gì đó. Thì cái đó có vẻ rất là thân mật và trong một gia đình vậy rất là ấm áp. Nhưng thực ra nó là một cái mà nguồn để có thể là lây lan đó. Mà không những coronavirus mà có thể là vi trùng HP đó. Quý vị có nghe nói viêm loét dạ dày do HP, ung thư dạ dày HP thì nó cũng có thể lây bằng con đường đó. Nếu được thì nhất là giai đoạn này thì mỗi người phải có cái chén nước chấm riêng. Và khi ăn thì không có dùng đũa chung để gắp đồ chung. Và trong cái mùa này thì thực ra thì dù gì ăn ở nhà nó vẫn an toàn hơn ăn ở ngoài. Tại sao như vậy? Tại vì khi mình ăn ở ngoài á, cái nguồn gốc nè, cái quy trình chế biến mọi thứ thì mình không có nắm, đúng không? Thật ra thì ăn ở nhà nó tốt hơn, mình biết được mình đang nấu cái gì và nó cái nguồn gốc mình mua nó là ở đâu. Cái nữa là gì? Ví dụ như là ăn ở ngoài á, các bạn cũng nhớ là hiện nay có nhiều loại mà nó liên quan tới cái đồ sống lắm. Ví dụ như các cái loại gỏi nè, sushi nè, sashimi nè. Thì bác sĩ Thư khuyên là mùa này thôi tạm quên cái món đó. Nhưng cái đồ sống cũng là không an toàn.
Còn đối với những cái người mà bán thì như thế nào? Ở ngoài chợ những cái người bán thì mình nên là chọn những cái thực phẩm mình mua về bán nó phải có nguồn gốc. Ví dụ những cái loại gà thả vườn này kia thì không có nguồn gốc, không ai biết như thế nào thì mình cũng không nên bán. Những cái động vật mà mình không có biết cái nguồn gốc mình cũng không nên bán. Cái thứ hai thì đối với cái người bán hàng thì cũng không có nên tiếp xúc trực tiếp với những cái thịt cá sống này kia. Và nếu có thì cũng phải rửa tay thường xuyên. Nên mang găng và khẩu trang nữa. Tại vì cái khẩu trang nó sẽ giúp cho họ không có lây nhiễm với những cái người mà tới mua. Cái thứ hai là nếu mà họ có hắt xì hơi thì cái dịch tiết nó cũng không rơi vào cái thực phẩm. Cảm ơn bác sĩ Thư rất là nhiều đã đến đây tham gia chương trình và cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng là sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những cái thông tin bổ ích trong thời gian tới cũng như những thông tin phòng chống dịch bệnh. Cảm ơn quý vị.